Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình uống bia hơi, chém gió, luận bản chiến sự Ukraine ngày thứ 869 của cuộc chiến. Và suốt cả gần tuần vừa rồi đã không có thể thu xếp để phục vụ quý vị. Hôm nay chúng tôi đã chính thức quay trở lại đây. Vâng và, và rất mong quý vị thông cảm bởi vì là cái thời gian dành cho chương trình này thì nó gần như nó là cái quãng thời gian cuối cùng còn lại. Uh nên chỉ một bất kỳ một cái sự gọi là bất thình lình nào thì có thể là chúng tôi sẽ không theo kịp được chương trình cho nên mong quý vị thông cảm còn đây là một trong uống chương trình uống bia hơi chém gió thì nó còn gì là niềm vui bằng nữa đúng không ạ nó chỉ có mỗi tội là nó là chiến tranh và có người chết mà thôi nhưng mà thôi sẽ bình luận gọi là chiến trận để kết thúc chiến tranh thiết lập lại hòa bình của thế giới đa cực chúng ta sẽ vào việc luôn quý vị ạ Vâng, nằm cách giới tiến khoảng độ 30 km ở vùng Nikolaev, tên lửa 305 của phía Nga đã phát hiện ra một mục tiêu đóng quân của những sân nhân sự cao cấp. Và tòa nhà đã bị phá hủy và có thể nói toàn bộ nhân sự ở trong tòa nhà đã rất khó tìm đường trở lại với ánh sáng. Cách đây khoảng tiếng đồng hồ thì cũng có vụ nổ khá lớn ở sân bay quân sự Skolny, à, vùng Odessa. À, không rõ là vụ tấn công tên lửa của Nga nhắm vào cái gì và gây tổn thất ra làm sao. Còn đây là hình ảnh à, buổi sáng ngày hôm nay khi Nga tấn công ác liệt vào khu vực Poltava, lại là một cái nơi vùng Poltava à, và ít nhất một cái um, vị trí trong đó là một cái nhà máy hóa chất lớn của phía Ukraine đã bị phá hủy. À, kèm theo đó thì có nhà máy sản xuất quốc phòng, hệ thống phòng không và một kho năng lượng siêu to khổng lồ của Poltava đã bị tấn công Còn đây là vụ tấn công mới nhất của phía Nga về hướng thành phố Rinne Tuy nhiên là màn hình quá đen Cơ quan năng lượng của Ukraine cho biết là sau khi bị tấn công thì toàn khu vực đã mất điện khá lâu còn đây cũng là vụ tấn công chiều nay. Chiều nay của phía Nga thực ra cũng rất nhiều những cái vụ kiểu như này. Đây là một cơ sở sản xuất quốc phòng của Ukraine ở vùng Zaporizhia. Vâng, đó là hai cơ sở sản xuất quốc phòng của Ukraine như phía Nga thông báo. Rất nhiều những cái bánh lốp kìa. Cả. Vâng, cảnh khá hoang tàn đổ nát. Đây là video uh, phía Nga cho biết là hệ thống uh, HIMA và cũng đang chuẩn bị khai hỏa ở làng Novopechika cũng sát với lại Nikolaev và Kherson. Và quả tên lửa Iskander của Nga lao xuống nhìn thấy rõ luôn quý vị ạ. Như vậy là trong vòng 36 tiếng đồng hồ đã có tổng cộng 5 hệ thống HIMA bị phá hủy có thể nói hai ngày rất là đen tối đúng không ạ cho Hima chúng ta hãy thử xem lại cái đoạn mà tên lửa Iskander nó lao xuống quý vị nhé một vệt trắng từ trên trời bay xuống chuẩn bị này đấy Úi rồi khủng khiếp gần như chính xác tuyệt đối đúng không ạ Sáng ngày hôm nay thì cũng có thêm một hệ thống phòng không của Ukraine cũng ở vùng Nikolaev lại bị tấn công nữa. Nhưng mà chúng ta không nắm rõ nó là hệ thống phòng không gì. Và video có thể nói nhanh quá không phát hiện ra. Đây là khu vực công nghiệp của vùng Poltava bị tấn công trong buổi sáng ngày hôm nay. Và rất nhiều đã có gần một chục quả tên lửa nhắm vào khu vực Poltava còn đây là năm quả tên lửa Kh-101 của Nga um, nhắm vào nhà máy sản xuất quốc phòng A, uh, gọi là cái gì? Atem ở Kiev trong ngày hôm kia. Đây quý vị có thể nhìn thấy tên lửa lao xuống từ trên này. Đấy, nhìn chưa? Rất chính xác vào cái vị trí cũ. 30 giây, một quả tên lửa. Đấy, một quả nữa một quả nữa khủng khiếp chưa vâng 30 giây sau hai đợt tấn công liên tiếp tôi nhầm quý vị ạ còn đây là lại làm quả tên lửa tấn công vào đoàn xe dài khoảng độ hai mươi mấy chiếc ở vùng Sumi của Ukraine. Nghe đồn là đã có tới mười mấy chiếc xe bị ốc cháy và lực lượng hàng gần 100 người bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đấy, phá phản lực tấn công này. Kinh khủng quá đoàn xe ở giữa đấy quý vị lita liti đấy màu trắng sau đó thì đã bị các cái nấm cột nấm xung quanh thông tin của người dân địa phương thì có thể cái số lượng tổn thất nó cao hơn rất nhiều sau khi thời gian đó đã gây ra những vụ cháy nổ liên miên và số lượng xe cứu thương đến rất đông đấy cháy nổ tiếp theo quý vị có nghĩa rằng là nó Uh, sẽ có những cái kho đạn, kho điếc ấy, nó nổ thứ cấp tiếp theo khi đoàn xe đó. Đây là đoàn xe lên uh, hướng Sumi để mà uh, chuẩn bị đối phó với những đợt tấn công có khả năng xảy ra ở phía biên giới. Thế nhưng có vẻ như phía Nga đã phục kích. Vâng, những cái vụ uh, cháy kiểu này là những cái vụ cháy nó nổ tiếp theo các kho đạn rồi. Và đoàn xe mà đem theo các cái kho hậu cần rất lớn. Đúng không ạ? vâng đấy là một trong những cái mỏ gọi là mình mình gọi là mẻ cá lớn đúng không ạ của phía ukraine của nga uav của ukraine bị uh, bắn hạ trên bầu trời benkurt và sau đó thì một chiếc đã phát nổ ở vùng volonets tức là tỉnh đằng sau đây này volonets nó đằng sau này đằng sau benkurt này và đây chính là cái uh, Um, vâng đây là kho dầu của nga bị cháy ở vùng uh, rốt, vùng volvo ukraine đã sử dụng uh, mấy chục cái tên lửa ở uav để tấn công và cuối cùng đã đốt cháy một kho dầu của nga còn đây là tên lửa mà bay từ trên trời bay xuống người ta nói rằng đây là tên lửa đã rơi vào cái bệnh viện nhi, đấy. rất nhiều những cái tin đồn liên quan đến cái này này rất khó để xác định. đấy, một quả tên lửa lao xuống và được cho là đây là quả tên lửa uh... vào cái bệnh viện ấy. thì cái tên lửa này nó rất khác với những cái tên lửa của phía nga lao vào cái nhà máy ở phía xa xa kia là tên lửa nó bay chéo còn những cái tên lửa nhau vào nhà máy kia thì nó bay thẳng đứng đấy thì vâng chúng ta cũng đã nói quá nhiều rồi đúng không ạ còn đây cũng là tên lửa lao vào cái khu vực nhà máy quốc phòng và căn cứ không quân của Ukraine ở vùng kia ép à, lại quay rồi À, đây là hình ảnh à, hai thanh niên nhìn từ phía xa xa khi mà cái nhà máy ở chỗ ống khói đang bốc lửa quý vị ạ. Đáng tiếc thật. Những cái video to to này nó toàn là kiểu như là nó 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 tốn bằng thông ấy, đúng không ạ? Cũng một góc nhìn khác của nhà máy Atem. Vâng, nổ thứ cấp rất nhiều. Như vậy có thể cho thấy rằng là có những hàng nóng gì ở đó. Đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những video ở trên chiến trường nào. Đây là vụ vượt sông uh, Vô Chan ngày hôm nay của Ukraine và bị phía Nga đánh chặn ở giữa các lòng sông và trên bờ khi ukraine đã vượt qua sông những vụ vượt sông như thế này thì khiến cho ukraine tổn thất rất nhiều khi mà họ vượt qua sông thì họ phải tụ tập ở một cái địa điểm nào đó quá trình vượt sông đã rất nguy hiểm rất là nhạy cảm dễ bị tổn thương rồi lên bờ thì lại tiếp tục gặp sự soi mói của trinh sát của phía nga và rất là không cơ động khi mà họ mới tiến hành vượt sông sang cho nên là nếu mà họ bị tật kích thì rất khó để có thể thoát pháo kích của lực lượng đặc nhiệm Akhmat Chechnya vào trận địa của Ukraine ở gần Donetsk chúng ta có thể nhìn thấy bờ kênh ngay bên cạnh đấy đấy con kênh đấy đây là Vâng, hình ảnh này quen quen. Vâng, thôi xem lại cái hình ảnh này. Hình ảnh này được người ta nhắc lại rất nhiều. Vâng, người lính Nga đã ăn em lại mang đã mang cái mìn chống tăng đúng không ạ để quẳng vào rồi chạy <laughs> một hình ảnh được tái hiện trên khắp các không gian gọi là video chán thật hôm nay lại quay hơi nhiều Vâng, quý vị đợi tôi đổi mạng nhé. Đây rồi, hy vọng là mạng ngon trở lại. Và hãy xem một trận đấu và địa hình này rất có khả năng nó là hướng Uleda. Vâng, đúng là khu vực Uleda. Hai chiếc xe tăng và một chiếc xe tăng của phía nga đang nằm ở giữa này rất gần vị trí của lực lượng trinh sát của phía nga và sau đó và một phát bắn nào đó ở vị trí gần đã phá hủy chiếc xe tăng của ukraine Chán quá nhỉ Đúng rồi. Ngày lâu lắm mới quay trở lại chiến trường. Bình luận thì... Vâng. Tiếp tục đi. Đây là mặt trận uh, hướng Torex mới này. Chúng ta có thể nhìn thấy uh, đoàn người đi giữa khu vực đường sắt. Đây là từ hướng Major lên thẳng Đà Dúc 3. Hình ảnh đoàn người lố nhố. Đúng không ạ? À không. Đây là khu vực uh, New York. Ở hướng Torex chứ không phải hướng bắc. Quân Nga đánh chiếm một uh, cung đường sắt hướng thẳng về khu vực New York. Vâng, hình ảnh này hơi khó nhìn quý vị ạ, vì quay từ quá trên cao. Đây rồi, quý vị có thể nhìn thấy rồi. Vâng, bão mặt trời dội vào trận địa của ukraine quá nét đúng không ạ lâu lắm mới xem bão mặt trời mà nó nét ở giữa ban ngày ban mặt thế này quý vị ạ đây này xe cộ này không thể tưởng được đúng không ạ giống như là trong mơ trong phim một vùng đất quá thanh bình ánh nắng ngập tràn chiều mến ôm ấp mà trở thành một chiến trường quá khốc liệt lại là hình ảnh ở khu vực vulcan vâng FAB của nga tấn công ác liệt vào vùng Tràn, vùng Lipsi ở khu vực khắc cốp nếu quý vị không xem chương trình bình luận diễn biến chính sự của chúng tôi chiến sự của chúng tôi thì chúng ta biết hôm nay đã nga đã vượt qua sông ở hướng vua tràn để tiến xuống phía nam giao chiến đã diễn ra ở đó và họ đã tiến được một mảng kha khá còn hình ảnh này ở hướng new york ukraine đã đưa quân đến để cứu new york nhưng ngay sau đó vâng ngay sau đó thì phía nga đã phát hiện ra và họ tấn công vào trận địa Ukraine khiến cho Ukraine vừa tiến quân tới thì đã phải rút quân về. Hình ảnh tên lửa Caliber bay qua mấy người ngư nhân, ngư dân đang làm gì đó. Vâng, hai quả tên lửa Caliber. <laughs> chỉ cách mấy người này chỉ khoảng vài chục mét thôi. Rất thú vị. Tên lửa Visco của Nga từ lâu lắm rồi với tấn công từ trực thăng phá hủy trận địa của Ukraine. Trước đây thì nó được săn dùng để săn các xe thiết giáp nhưng dạo này không còn thiết giáp nữa rồi phải đi săn người. Hình ảnh quý vị đang xem là những trận giao chiến ác liệt của một người lính đặc nhiệm ở hướng Kupian của Ukraine. Sau đó có khả năng có những cái ảnh rất đẫm máu. Bởi vì tại sao? Bởi vì đó là hình ảnh của một người đã quay từ camera và anh ấy đã thiệt mạng. Cho nên kết quả trận đấu chúng ta đã biết, đúng không ạ? Phía Nga đã lưu giữ rất nhiều những cái video liên quan tới những cái video mà để trên mũ, ấy, dạng GoPro ấy, của Ukraine. Và nhiều người đã thiệt mạng và họ đã lấy được những video như vậy một cái UAV mới của phía Nga tấn công ở cái mỏm đất giữa vùng Adipka, Jasnoborivda này. Đấy, một cái loại UAV mới tấn công vào đúng cái vị trí mà gọi là thắt nút cổ chai đấy. Và góc quay có thể nói rằng rất khó đúng không ạ? không hiểu tại sao có lẽ là nó do những cái tín hiệu nào đó mà nó cứ chập chả chập chờn đúng không ạ cháy rồi một hệ thống phòng không bắc một của nga bị ukraine phá hủy ở hướng khắc cốp khung cảnh vùng cha sốt ra sau khi phía nga đã đánh chiếm toàn bộ khu vực phía đông còn ở đây thì tôi cũng không biết nó là phía đông hay là phía tây nhưng mà nếu phía Tây có còn chắc là nó cũng loang lổ như thế này, vẫn có thể sử dụng để làm các căn cứ phòng thủ rất hiệu quả, đặc biệt là phòng thủ tích cực bằng các hệ thống trinh sát tầm cao, súng bắn tỉa, UAV, súng chống tăng sẽ gây rất nhiều cơn ác mộng cho kẻ thù. Bờ sông Nepo rất nhiều vụ tấn công trong những ngày gần đây 3 4 5 6 bò mé 3B 7 8 và tiếp tục diễn ra có lẽ nó là một cái tổ hợp của một cái đơn vị nào đó và và đây là một cái quả bom mà mọi người nói rằng lâu không thấy xuất hiện ở khắc cốp và vụ bom ở khe son mãi không dứt dạo này rất nhiều bom ở đây đúng không, quý vị quá nhiều bom ở vùng khe son mà chả có đi giao tranh gì nữa rồi Toàn là những cái cảnh bom rất mới thôi, không nghĩa rằng là nó không quá lâu. Chỉ là những cái ngày mà chúng tôi đã không gặp quý vị để bình luận thôi. Đấy, liên miên thì nãy giờ chắc là phải hai chục quả rồi. là hết rồi. Và đây chính là quả bom FAB 3000 mà chúng ta chờ đợi. Ở hướng khắc cốp, Hôm qua thì có hai cái video nhưng mà có một cái thì có vẻ như là giống cái cũ. À, như vậy chúng ta đã thấy lại cái quả bom FAV của phía Nga tấn công trở lại. Và có lẽ gì bây giờ Nga họ cũng chẳng phải khoe khoang gì về cái bom f 3 3000 nữa. Đúng không ạ? Lúc thử thử nghiệm thôi. Chứ còn bây giờ thì nó cũng xong rồi. Bão TOS ở hướng cũng là FAB một nghìn ở hướng Torex vâng Torex nga tiến quần quá nhanh quý vị ạ cách đây một tháng mà nói là nga chiếm được vùng New York thì có thể nói là một chuyện quá hoang đường Thậm chí chỉ huy Ukraine nói rằng là khoảng một tháng nữa Nga mới đánh cơ, tức là khoảng tầm 15 ngày nữa tính từ ngày hôm nay. Thế nhưng không ngờ là Nga đã đánh cách đây 10 ngày, đúng không ạ? Sớm trước uh, 20 ngày và đồng thời là trong 10 ngày đã tiến chiếm rất nhiều chỗ và bây giờ áp sát được vào tận trung tâm của vùng New York. Nói chung là cái chiến trận này rất khó nói mà chúng ta cũng biết rằng là vùng Torez là một trong những vùng nó kiên cố nhất của toàn chiến địa đấy. Nếu mà nói về những hệ thống công sự chiến hào, đấy, cứ F-A-B-B mà nã như thế này, đúng không? Ạ? Rất khó có thể chịu được nổi nhiệt. Siêu cối Tulip của phía nga nã vào công sự của phía Ukraine thì không biết nó là ở hướng nào có khả năng nó ở hướng Krasnoripka. Cứ một quả cối 200mm, 240mm thì nó sẽ bay một tòa nhà. Đây là quả cối lớn nhất của phía Nga, đúng không ạ? Và để quý vị cùng xem lại chiêm ngưỡng sức mạnh hổ báo của dòng cối Tulip. Nghe thì rất thấy nó là một cái gì đấy, nó mong manh dễ vỡ, đại diện cho tình yêu, lãng mạn. Vâng, nhưng mà thử ăn vào một trái chắc là đi cả nải. Vâng, thỉnh thoảng xem một tí UAV Nga tiêu diệt xe cộ Ukraine. Một chiếc xe bọc thép chở quân. À, một chiếc xe bình thường, không phải bọc thép, một xe pick up. Vâng, có lẽ là một tuyển tập rồi rất nhiều đấy mới là bọc thép mà một chiếc xe à, bán tải và hai chiếc xe bọc thép còn đây là một chiếc bradley cũng bị uav săn lùng <laughs> đạn krasnobol tấn công một khẩu pháo m star À không, đây là một uh, một uh, hệ thống trang thiết bị hạng nặng công binh đi vào nhà kho, sau đó đã bị M Star sử dụng uh, đạn Krasnobone phá hủy. Đánh nhau kiểu uh, cò cưa thế này công binh quan trọng phết quý vị ạ. Lấn sân lấn đất ấy đúng không ạ? Thôi xong rồi. Đang thử đây là một quả FAB 3000 nữa. Này. Xem nó nó liên quan gì những quả trước đây không. Tôi đoán là quả này là quả mà chúng ta đã xem uh, quả thứ uh, 8, thứ 9 nào đó. Đúng không ạ? Đúng rồi. Một quả mà nó bay một nửa tòa nhà. Này. Và lại là... Preachitovka, một nơi mà liên tục nhận được bom đạn của phía Nga ở hướng Uleda trong những ngày vừa qua. Rất nhiều bom và đặc biệt là tên lửa dòng là Mu-305. Pháo 155 Smart của Đức đã hóa vàng T90 của Nga. Đây là dòng T-90 đột phá, có nghĩa là dòng T-90 nâng cấp mới nhất của phía Nga. Vâng, xe tăng mà chúng quả pháo từ trên trời rơi xuống thì chắc là xe tăng rời, đúng không ạ? Cầu của Ukraina bị phá hủy. ở hướng khắc cốp. Trận địa đóng quân của Ukraine bị tấn công cũng ở hướng khắc cốp. Cứu rồi, Một ngày thì thông thường là chúng ta thấy ít thì Nga có khoảng 130 đợt tấn công vào các cụm triển khai quân, rồi vũ khí, rồi kho hậu cần, trang thiết bị. Nhiều thì trung bình là 150, mà có những ngày cao điểm thì lên tới gần 300, ơ 200. Đây là đường hầm đã giúp Nga đột phá vào thành New York để đạo được một cái bước tiến 5,5 km. rất thú vị nếu không có đường hầm này có thể nói rằng nga sẽ mất không biết là bao lâu có lẽ là nhiều tuần đấy chỉ với một cái sẻng thôi anh ta nói về việc là họ đã phải đào hầm nhưng mà chúng ta thấy hầm nó rất kiên cố hầm này đã có từ trước rồi có lẽ là họ chỉ đào thêm thôi đúng không ạ một cái hầm rộng 90cm và cao 1m8. Và đã giúp Nga tiến được 4, mấy km ở cửa hầm phía bên kia. Rồi sau đó họ đột phá tiếp theo 1km nữa. Và có thể nói là một kỳ tích của công binh đúng không ạ? Những trận chiến vẫn diễn ra ác liệt ở vùng uh, như chúng ta đã nhìn thấy một cung đường cong cong quen thuộc và một thị trấn đã nếu tính là bom đạn của Nga hàng tháng qua không biết là bao nhiêu mà kể nhưng mà nó vẫn còn đó. Dòng sông khúc khuỷu uốn lượn xung quanh, ngôi làng rất thơ mộng. Ngôi làng rất nổi tiếng vì dòng sông đó, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy nó trên bản đồ ở hướng đây. Và nếu nhiều quý vị tham gia theo dõi chương trình chúng tôi thì cũng không lạ gì cái làng Uzo Zaire này, đúng không ạ? Với mấy cái dòng sông, có thể nói là cái cái con sông này nó chảy chắc là độc nhất vô nhị trên thế giới, quý vị. Nó chảy như thế này mới chết chứ. Đấy. Thì như vậy nó chảy ở đây rõ ràng đây nó phải là cao điểm, đúng không, quý vị. Khi nó chảy xuống đây nó gặp cao điểm này, cao điểm thì nó phải né, nó chảy ngược lại đây, rồi ra đây thì nó mới chảy tiếp về cái hướng này. Vì bên này cũng sẽ là cao điểm, nên nó chảy ngược lại khu vực này. Rất thú vị về cái dòng sông Uzo Zaire này. Vị trí đóng quân Ukraine ở vùng Kharkov đã bị pháo binh Nga sơi tái. Vâng, bây giờ có vẻ pháo lười bắn nổ hơi bé quý vị ạ nhìn những quả bom FAB rồi các dòng bom đạn khác khủng khiếp nổ giờ nhìn pháo trông nó hơi eo uột hơi đuội vâng thì chúng ta nâng cấp lên bom D30 loại bom cánh của nga có vẻ như là mới sản xuất và một cụm đóng quân những người lính mặc quần mật quần đùi ameo đã chạy vào ngôi nhà Vâng, và quả bom có cánh đã bay vào với tốc độ bàn thờ. Đây là một cái dòng bom mới có sức công phá. Có thể nói rằng là nó đâu đấy nó mới chỉ 250 hay là 300, 500 thôi. Nhưng mà cái sức công phá của nó rất đáng để. Thực ra thì chúng ta cũng rất khó để biết được nó to bằng cái kia không. Đúng không ạ? Rất khó vâng một khung cảnh rất lên thơ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích đây quý vị nhìn xem tôi có nói điêu đâu hoa vàng cỏ xanh trước mặt xa xa là cánh đồng và ngọn đồi vùng trung du chỉ có ở những tỉnh như là phú thọ vĩnh phúc vâng nhưng mà khung cảnh thật trái ngược bên kia ngọn đồi đó là một trận hỏa pháo của phía nga dội vào trận địa đóng quân của ukraine đẹp không quý vị Đấy. Như này mấy cái vùng Hà Giang, Tam Giác, Mạch, Trăng Biếc thì cũng như này. Vâng, đây là hình ảnh của hệ thống Hima trước đây quý vị. Ba hệ thống Hima nối đuôi nhau. Bốn hệ thống Hima nối đuôi nhau. Chạy về một nơi nào đó để chờ đợi Xcander tìm đến bằng đạn chùm. Đây là lực lượng Hima được tập kết đến để chuẩn bị tấn công vào khu vực uh, Crimea. Giống như lần trước, nhưng lần này thì trinh sát của Nga họ đã phát hiện ra và họ đã đánh phủ đầu. Hay ở đây là một trong những cái chiến tích rất quan trọng của phía Nga, vừa phá hủy được một lực lượng lớn những hệ thống vũ khí đắt tiền thần thánh, nguy hiểm đồng thời là đánh phủ đầu đúng không ạ để cho ukraine không thể tấn công nga biết đâu trong một nỗ lực này thì ukraine có thể phá hủy vâng đây xong rồi hoặc gây tổn thất cho như vụ sevastopol cách đây mười mấy ngày vâng có vẻ như là ba cột khói bốc lên nếu như ba cột khói bốc lên ba hệ thống phóng mà để gần nhau như thế thì đúng là một điều rất là tắc trách. Đúng là ba rồi. Ba hệ thống để gần nhau rồi quý vị ạ. Đây là một hình ảnh nét nền nẹt của tàu lượn của của Ukraine bắn hạ UAV của Nga rất thú vị quý vị chúng ta có cái tàu lượn của cái người chơi thể thao đấy đấy đây là cái uav nó đang bay ở chỗ cái hình giữa đấy uav trinh sát rồi nắng đẹp quá nhỉ thật đáng tiếc nếu mà thế giới không có cái bọn thế giới ngầm thì đúng là tốt biết bao, đúng không ạ? Có lẽ là chúng ta đang bay ở trên bầu trời Ukraine lúc này. Vâng, và, và như vậy thì chương trình đã dài. Chúng tôi xin chia tay cùng quý vị bằng video đoàn xe của Ukraine hàng hai chục chiếc ở biên giới Sumy bị phía nga tấn công. Và video nó quay lại thôi. Bạn nãy chúng ta đã xem rồi, đúng không ạ? Như vậy thì Ukraine có một nguồn lực rất kinh khủng ở biên giới, đúng không quý vị. Cho nên họ có thể điều được một cái lực lượng khá đông đảo, rất đông đảo lên để ứng phó với lại sự quấy nhiễu của phía nga ở hướng Sumy. thì điều đấy cho thấy rằng là mới chỉ là một nhánh của họ thôi. Thông tin từ phía nga, tổng cộng có 19 trang thiết bị vũ khí bị phá hủy nhiều xe tải chở đạn và chở nhiên liệu.ít nhất ngay tại chỗ đã có 65 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu. còn sau đó dường như số lượng thương vong bỏng biếc còn cao hơn. À, như vậy là một mẻ cá rất lớn. vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và chúc quý vị một ngày vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo cảm ơn quý vị rất nhiều